Nói tai nghe này. Bấm gì đây hả? Dạ, yeah, moon nè. Alo, alo, chị Điệp ơi.
À, con kính thưa sư. À. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào tất cả quý vị Phật tử học viên. Không biết trong phòng các vị có nghe được không ạ? Dạ nghe được thưa sư. Con nghe được thưa sư. Dạ nghe rõ thưa sư. Dạ. Cho vì ngày hôm nay có một vài cái có một vài cái sách ấp loạn rồi cho nên không có mở gương sớm được. Cho nên chúng ta trễ 5 phút. Bây giờ này chúng ta xin chúng ta bắt đầu lớp học. Và trước khi bắt đầu lớp học thì xin phép các vị Phật tử được phép nêu tất cả các cái microphone trong phòng để không bị những cái tạp âm bên ngoài. Các vị Phật tử nếu mà có nghe được hay không nghe được thì các vị hoan hỷ chat bên cái màn hình thì chúng tôi cũng có thể biết. Thì các Phật tử là cái trước khi chúng ta đi học vào cái lớp chương trình ngày hôm nay thì có vài vấn đề cũng muốn thưa với các vị. Thứ nhất đó là lại về cách hướng dẫn. Thì thật ra có một vài Phật tử có nói với tôi rằng là cái cách trình bày của tôi nó hơi dài dòng, là bởi vì suốt một buổi học đầu tiên thì thật ra các vị cũng chưa biết học chưa biết được cái vi pháp là cái gì. Thì thật ra thì đó là vấn đề mà tôi cố tình dài dòng do vì nhiều cái lý do. Có một vị Phật tử đưa bàn tay, không biết là Thanh Phương, Thanh Vũ. Nếu mà các vị Phật tử mà nhiều người mà không có nghe được thì hoan hỷ cho biết rằng là bởi vì có đôi khi cái đường truyền internet có vấn đề đó. Chúng tôi không biết là vị đạo hữu Vũ Thanh hình như Vũ Thanh Trung muốn có phát biểu gì à? Các vị Phật tử chúng ta thông cảm là bởi vì đây là cái chương trình mà hầu hết nó đều mới mẻ với mọi người. Bản thân của tôi lần đầu tiên cũng dùng cái ứng dụng này. Do vậy mấy cái ngày đầu tiên thì đôi khi chúng ta có những cái vấn đề về máy móc. Hy vọng rằng là các bạn hôm sau thì tất cả quen thuộc hơn. Thưa các vị Phật tử, là cái môn vi diệu pháp này á là một cái môn học tương đối là khó đối với chư tăng, là những người xuất gia sống trong chùa hồi nhỏ lớn đó. Do vậy có nhiều cái điều kiện học một cách chuyên chú hơn. Và phần lớn á, là các vị đều phải học đi học lại nhiều lần. Bản thân của tôi khi mà học phần ví dụ pháp căn bản á, thì tôi cũng không có nhớ chính xác được là học bao nhiêu lần. Nhưng mà đại khái đó là học là rất là nhiều lần chứ không phải là một lần. Tôi muốn nói như vậy để các vị thấy rằng là cái môn học này do vì chúng ta phải nhớ rất là nhiều cái thuật ngữ Phật học, cho nên là đôi khi những người
Phật tử bằng cái công việc bên ngoài đó rất là khó, về rất là khó có thể nhớ hết. Cho nên khi mà dạy ví dụ pháp đó, tôi có băn khoăn về làm sao để có thể chia sẻ các vị Phật tử những cái yếu lý vật mà bản thân tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng cho người học ví dụ pháp. Cho nên thành ra trong khi mà trình bày đó thì các vị thấy rằng là có đôi chỗ nó giống như là tôi hơi dài dòng, nhưng mà do vì nó có những cái suy nghĩ mà bản thân tôi xem là đó là cái suy nghĩ tiêu cực không hay cho người học ví dụ pháp, thành ra tôi phải cố gắng dài dòng như vậy. Và ngày hôm nay thì tôi xin phép các vị Phật tử học viên, tôi lại bắt đầu dài dòng thêm một ngày nữa trước khi mà chúng ta đi vào cái môn học. Đó là cái vấn đề là như chúng ta học chúng ta học cái bài học đầu tiên á, thì chúng ta tôi có chia sẻ với các vị Phật tử về các vị chờ tôi. Tôi trở lại cái bài học đầu tiên á, chúng tôi có đề cập đến cái nguồn gốc của ví dụ pháp. Đầu tiên đó là thầy khi mà Đức Phật còn tại thế đó thì những cái lời dạy của ngài được chia thành hai, đó là pháp và luật. Pháp và luật. Từ khi mà Đức Phật này viên tịch đó, chư vị Asale hay là các vị các tập tâm tạng đó, các ngài mới phân loại pháp đó thành ra hai, đó là kinh và luận. Kinh và luận. Và cái luận này á, chính là cái tên gọi khác của cái ví dụ pháp. Cái kinh luật luận á, chữ luận ở đây á không phải dịch từ cái chữ Pali là chữ Abhidhamma. Cái môn học của chúng ta đang học á, chữ Pali là Abhidhamma. Chữ ví dụ pháp á chính là cái từ dịch sát của chữ Abhidhamma này. Vì vậy đó, bản thân của tôi đó thì tôi cũng hay xài cái chữ luận để thay thế chữ ví dụ pháp trong một số trường hợp. Và đó chính là điều chúng tôi muốn chia sẻ với các vị Phật tử ở đây. Ở đây trong số các vị Phật tử học viên ở đây là có những người là chúng ta đã học, đã được theo dõi học từ nhiều cái lớp ví dụ pháp, và không ít những người Phật tử đã từng đọc quyển sách học về ví dụ pháp. Cho nên về cái những cái đối tượng nghiên cứu của ví dụ pháp ở đây đó, thì tôi phải muốn trình bày lại theo cái quan điểm riêng của tôi. Các vị Phật tử học viên nhớ đây là cái quan điểm riêng của tôi nha. Ví dụ giống như là có nhiều cái cách nói về ví dụ pháp, như là đối với ngài Hòa Thượng Tịnh Tử thì ngài nói rằng là cái đối tượng ví dụ pháp đó là chúng ta học về ngũ uẩn và những cái gì ngoài ra cái ngũ uẩn vân vân. Rồi có những người học giả giống như là một người học giả Phật học nổi tiếng ở hội Palitax thì bà Ray Davis, bà nói rằng là cái đối tượng học ví dụ pháp đó chính là chúng ta học những cái gì bên trong và bên ngoài của một chúng sinh,
vân vân, rất là nhiều cái cách nói về vi diệu pháp của nhiều nhà Phật học. Nhưng mà do vì tôi nghĩ rằng những cái cách diễn đạt như vậy đó, đôi khi nó quá rộng đối với một người Phật học. Do vậy đó, bản thân của tôi chỉ có muốn chia sẻ với các vị Phật tử học viên, đó là cái đối tượng của vi diệu pháp đó là, đối tượng nghiên cứu của vi diệu pháp đó là gì? Đó chính là từ cái lời dạy của Đức Phật, từ cái lời dạy của Đức Phật. Từ cái lời dạy của Đức Phật. Từ lời dạy của Đức Phật hay là của chư vị thánh nhân. Rồi. Dạ con thưa sư, sư tắt mic của mọi người đi ạ. Dạ. Từ lời dạy của Đức Phật á, thì trong đó, hay là của chư vị thánh nhân á, thì trong đó có những cái bài pháp tóm tắt, có những cái bài pháp tóm tắt giống như hôm trước tôi cũng thưa với các vị đó. Rồi có những cái bài pháp mà Đức Phật dùng một cái ngôn ngữ diễn đạt riêng, ngôn ngữ sao hôm nay cái viết tôi không biết được gì không. Cái ngôn ngữ diễn đạt riêng như vậy đó, thì từ hai cái này cho nên có những cái bài kinh, có những cái bài kinh để giải thích về vấn đề này, có những cái bài kinh giải thích cho những cái lời bắt của Đức Phật, hoặc là cho những cái ngôn ngữ hoặc là những cái yếu lý của Phật pháp mà tương đối là khó hiểu đối với đại chúng. Và dần dà đó, thì trong chư tăng học Phật pháp đó, là có những vị thầy đứng ra giải thích những cái vấn đề đó, giống như là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, hay là ngày, đặc biệt là ngày Cách Cha Ná, vân vân. Và kết quả đó là ngày hôm nay là chúng ta có một cái môn học gọi là cái môn vi diệu pháp. Và khi mà một người học Phật á, thì chúng ta hay, một người học vi diệu pháp á, chúng ta hay được nhắc đến cái giai thoại vào cái hạ thứ bảy, Đức Phật lên cõi trời đạo lợi, ngày thuyết về cái tạng vi diệu pháp. Nhưng mà thật ra đó, thì đó, đối với bản thân tôi không gọi đó là cái nguồn gốc vi diệu pháp. Mà trước khi mà Đức Phật ngày chuyển pháp luân tại cái vườn Lộc Giả cho năm vị kiều Trần Như á, thì có một cái bài pháp, mà cái bài pháp này á, chỉ ở trong cái tâm tưởng của Đức Phật thôi, ngài không thuyết cho ai. Sau này á, Đức Phật ngài mới kể lại cho các vị tỳ kheo nghe. Và đó chính là cái bài pháp đầu tiên trước khi mà Đức Phật ngày thuyết đến ngày thuyết cho năm vị kiều Trần Như trong cái bài kinh diễn pháp luân. Nội dung của cái bài pháp đầu tiên đó chính là cái giáo lý duy khởi, hay là cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Ở trong kinh Điển Nguyên Thủy kể rằng là sau khi mà Đức Phật ngày thành đạo ở cõi Bồ Đề rồi đó, thì sau cái đêm rằm tháng tư, thì Đức Phật ngày ở tại cõi Bồ Đề 7 ngày, và tuần lễ sau đó thì ngày ở mỗi nơi một chỗ xung quanh cõi Bồ Đề. Ngày hôm nay các vị Phật tử nào chúng ta có dịp đến Bồ Đề Đạo Ràng hành hương
thì chúng ta được các nhà sử học, khảo cổ học họ đánh dấu những cái nơi mà Đức Phật Ngài ngồi mỗi nơi trong tuần lễ thứ mấy, tất cả là 7 tuần lễ ở trong xung quanh cái cội Bồ Đề đó. Và ở trong suốt cái 7 cái tuần lễ đó đó, thì chư Phật ba đời đều giống nhau. Tức là sau khi mà các ngài chứng quả Phật rồi đó, thì các ngài chưa có độ sinh mà các ngài ở lại hưởng cái an lạc giải thoát. Và cái, trong cái suốt cái khoảng thời gian mà các ngài hưởng cái an lạc giải thoát đó thì cũng giống nhau. Tức là các ngài chiêm nghiệm về cái giáo lý duyên khởi. Và cái giáo lý duyên khởi chính là đại lớn để ngoài chung của vi diệu pháp. Và cái sau khi mà Đức Phật ngày nhận lời thỉnh cầu của vị Phạm Thiên Sa Ba Tí này đi đến ngày chuyển pháp luân ở tại cái vườn độc quyển đó, thì cái nội dung của bài kinh chuyển pháp luân đó, đó là cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Thì chúng ta học vi diệu pháp là chúng ta học như thế nào? Là chúng ta học vi diệu pháp đó, để chúng ta hiểu được. Ở đây tôi chỉ đơn cử hai cái bài kinh đầu tiên, đó là cái bài kinh mà Đức Phật ngày suy nghĩ ở trong đầu, đó là cái bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên. Và cái bài kinh thứ hai mà chúng ta vẫn gọi là cái bài kinh đầu tiên đó, và đó là do vì ngày thuyết đầu tiên và cho năm vị kiều trần như đó, đó là nội dung về Tứ Diệu Đế. Thì cái nội dung của cái bài kinh chuyển, cái bài kinh về Thập Nhị Nhân Duyên và cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó là một trong những cái vấn đề mà một người, đó là những cái vấn đề mà một người học vi diệu pháp đó, là chúng ta nghiên cứu tới. Và cái đối tượng nghiên cứu về của vi diệu pháp như thế nào, chẳng hạn giống như là chúng ta đọc về, chúng ta học về tạng kinh, chúng ta đọc bài cái bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật Ngài dạy là này chư tỳ kheo, đây là khổ đế, là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, vân vân. Thì khi mà chúng ta học về đây là khổ, đây là tập, chúng tôi ví dụ giống như là cái tập đế, thì Đức Phật Ngài nói đến cái tập đế là cái sự tham muốn thích thú ở cái chỗ này chỗ kia. Thì nếu mà chúng ta học không có học vi diệu pháp á, thì có thể chúng ta nghĩ rằng là cái tập đế nó chính là cái tâm tham. Nhưng mà người học vi diệu pháp á, thì thấy rõ hơn cái tập đế này á, nó không phải là cái tâm, nó chỉ là một cái sở hữu tham thôi, chứ không phải là cả một cái tâm tham. Là bởi vì trong một cái tâm tham đó, nó có nhiều cái sở hữu, hay nói cách khác có nhiều cái đặc tính trong đó. Và có những cái đặc tính đó, những cái đặc tính còn lại nó không phải là tập đế, mà chỉ có sở hữu tham mới là tập đế. Ví dụ giống như là chúng ta có một cái ly chè, thì người ta nói là chè nó ngọt, nhưng mà chè trong đó thì nó có nhiều cái thành phần trong đó, nó giống như là nó có đậu xanh, rồi có bột, có vân vân, có rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái ly chè ngọt đó, sở dĩ mà nó ngọt đó là do vì đường thôi, chứ còn những cái thành phần khác như là đậu hay là nước hay là bột hay là nhiều cái thứ khác đó, những cái thứ đó đó nó có mặt cùng với đường để tạo thành cái ly chè ngọt. Nhưng mà cái ngọt đó là do đường, chứ không phải là do các cái thành phần khác. Thì cũng vậy, một cái tâm mà nó sinh lên á, là nó có nhiều cái đặc điểm, có nhiều cái đặc tính của cái tâm. Nhưng mà cái đặc tính được gọi là cái tập đế đó, là chỉ có cái sở hữu tham. Mà chỉ có khi chúng ta học vi diệu pháp á, thì chúng ta mới thấy rõ, mới hiểu rõ hơn về cái tập đế. Tương tự đối với các cái điều pháp khác cũng vậy. Chẳng hạn giống như là nói về cái vô minh duyên, hành duyên thức vân vân, thì chúng ta nghĩ rằng là từ cái vô minh mà có hành, mà hành là thì thức, mà thức á, nếu chúng ta không học cái diệu pháp á, thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản là thức á, nó đồng nghĩa với cái tâm. Nhưng mà nếu mà mình học cái diệu pháp á, mình hiểu rằng là
trong cái mắt xích do vô minh mà có hành, do hành mà có thức đó, thì thức đó nó không phải chỉ cho tất cả các cái tâm mà chỉ cho những cái tâm tục sinh thôi. Thì đó là cái lý do mà chúng ta học ví dụ pháp. Vậy thì học ví dụ pháp á là để hiểu rõ hơn về tạng kinh. Nên một người học ví dụ pháp với chúng ta không bao giờ chúng ta tách bạch rằng là đây là phần kinh, còn cái phần này được Phật này dạy riêng về ví dụ pháp. Rồi có đôi khi có những người họ nghĩ rằng là cái ví dụ pháp đó là không phải là do Đức Phật này thuyết, mà cái ví dụ pháp đó là cái sản phẩm của đời sau của các vị luận sư. Nhưng mà kỳ thực thì cái ví dụ pháp trong khi mà chúng ta học, chúng ta tìm hiểu thì chúng ta đã thấy rằng là ngay ở trong cái bài kinh đầu tiên, mà thậm chí là trong cái tư tưởng của Đức Phật trước khi mà ngài thuyết pháp thì đã có cái nội dung của cái ví dụ pháp rồi. Mà thật sự là những cái vấn đề giống như là vô minh duyên hành, hành duyên nhận sắc vân vân, không phải là cái vấn đề mà Đức Phật ngày dễ dàng ngày trình bày đến phổ cập quần chúng, mà ngày chỉ thuyết pháp cho một cái đối tượng nghe kinh riêng biệt thôi. Và do việc cái môn học ví dụ pháp đó, đặc biệt là đề cập đến những cái vấn đề tương đối là khó như vậy, cho nên là các ngài luận sư, các ngài kết tập kinh điển đó mới tách ra một cái phần riêng, tức là những cái phần để giải thích về kinh điển. Cho nên tôi muốn cho các vị Phật tử học viên ở đây và các vị Phật tử hoan hỷ chờ từ chung. Cho nên tôi muốn các vị Phật tử học viên chúng ta đó là chỉ hiểu cái vi pháp như là như thế nào. Cái vi diệu pháp là cái môn, cái phương pháp học mà để nhờ đó chúng ta hiểu rõ hơn là những cái lời dạy ở trong kinh, ở trong luật. Ví dụ như là ở trong kinh ấy, chúng ta đọc rất là nhiều đoạn kinh thấy Đức Phật ngài dạy rằng là này chỉ tùy theo tất cả là vô ngã, không có cái ta. Rồi có đôi khi thì Đức Phật ngài đề cập đến nó giống như là cái ngã, giống như là trong kinh Pháp Cú của Đức Phật ngài dạy rằng là nếu ai hãy biết thương cái bản thân mình, hay là ngài Minh Châu ngài dịch rằng là biết thương tự ngã của mình thì hãy bảo vệ lấy mình. Thì trong cái câu đó thì nó giống như là một nơi Đức Phật ngài nói về vô ngã, còn một cái nơi khác thì Đức Phật ngài nói về cái bản ngã. Thì người học ví dụ pháp đó, là lẽ chúng ta biết rằng là trong trường hợp nào Đức Phật ngài sử dụng cái ngôn ngữ chân đế, và ở trong trường hợp nào Đức Phật ngài sử dụng cái ngôn ngữ tục đế. Do vì cái bài học hôm trước đó, tôi để cho các vị Phật tử mở cái webcam thì đôi khi nó có những cái hình ảnh lộn xộn, cho nên là một số Phật tử học viên có đề nghị rằng là trong lớp học của mình nó là tắt hết tất cả. Và do vì khi mà tắt hết như vậy đó thì tôi cũng không biết rằng là các vị Phật tử có nghe được hay không, hay có hiểu được hay không, thì nó cũng là một vấn đề khó, giống như là tôi nói chuyện cách vô hình như vậy. Thành ra hôm nay tôi giảng thì tôi cũng nói chuyện nó cũng không có được, chưa có được thoải mái, bởi vì tôi cũng ít khi tôi nói chuyện không có một mình, mà gần như không có đối tượng. Là khi mà nhờ chúng ta học cái diệu pháp đó, các vị Phật tử biết rằng là trong cái ngôn ngữ diễn đạt của mình đó, đôi khi chúng ta diễn đạt một cách tương đối và nhắm vào một cái ý nghĩa nào đó. Chẳng hạn giống như là nói về cái phiền não, tức là những cái tập khí xấu của mình, những cái thói quen xấu trong cái tâm của mình. Thì đôi khi có nói đến một cái phiền não gọi là cái phiền não ngủ ngầm,
cái phiền não ngủ ngầm á, và phần lớn chúng ta hiểu rằng là cái phiền não ngủ ngầm á, nó giống như là một cái thứ phiền não mà nó luôn luôn nó có mặt ở trong cái tâm của mình, rồi khi nào mà nó có cái điều kiện á, thì nó bộc phát. Nó giống như là các cái loại vi trùng, các cái loại vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta như vậy. Khi mà cơ thể của mình cái sức đề kháng yếu đó thì mình sẽ phát bệnh. Nhưng mà khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó thì chúng ta học hiểu rõ hơn là cái ngủ ngầm nó không có nghĩa là như vậy, mà nó có một cái ý nghĩa khác. Nó giống như là chúng ta nói là một cái món đồ, cái một vật nào đó nó dễ cháy, và giống như là săn các cái loại khí đốt vân vân, đó là một cái thứ dễ cháy. Nhưng mà điều đó nó không có nghĩa rằng là cái ngọn lửa nó ngấm ngầm, nó ngấm ngầm ở trong cái săn hay trong cái tờ giấy. Mà nó dễ cháy ở đây tức là những cái vật đó, những cái chất liệu đó khi mà nó tiếp xúc với cái sức nóng lớn thì dễ tạo thành lửa. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta hiểu về cái phiền não ngủ ngầm á, nó như là một cái vật gì đó mà nó luôn luôn nó có mặt ở trong cái tâm tưởng của mình đó, thì hiểu như vậy thì nó không có đúng về cái giáo lý gọi là cái giáo lý tâm tướng vô thường khổ vô ngã. Là bởi vì cái tâm pháp hay là cái sắc pháp đó là luôn luôn là nó sanh diệt ở trong từng sắc na, trong từng khoảnh khắc. Như vậy thì một người học cái diệu pháp đó là chúng ta hiểu rõ hơn về cái chữ gọi là cái phiền não ngủ ngầm là cái gì. Rồi khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó, thì chúng ta cũng có thể hiểu những cái đặc tính căn bản của một vị thánh. Và chẳng hạn giống như chúng ta biết rằng là một người mà chứng được sơ quả đó, thì người đó được đoạn trừ cái loại phiền não nào nhị quả, thì phiền não nào tam quả, tứ quả. Và do đó đôi khi mà nếu mà có một người nào đó hay là một cái quyển sách nào đó mà họ có nói về một vị thánh nhân mà chúng ta thấy rằng là một vị thánh nhân mà có những cái loại phiền não đó, thì chúng ta biết rằng là người đó, một là họ không có được đọc trực tiếp ở trong tâm tạng kinh điển, hay đó là họ được nghe lại từ cái nguồn tin không có đáng tin cậy. Ví dụ giống như là một cái giai thoại phổ biến mà các vị Phật tử đều biết, đó là cái giai thoại về Đại Hiếu Một Kiền Liên. Thì rất là nhiều cái câu chuyện, rồi rất là nhiều quyển sách nói về cái câu chuyện này, và hầu hết kể rằng là khi mà ngày Một Kiền Liên ngày xuống địa ngục, ngày thấy mẹ ngày như vậy đó, thì ngày khóc. Dạ. Nhưng mà đối với một người học phi diệu pháp á, thì chúng ta biết rằng là một vị thánh A-la-hán á, thì các ngài không còn sân hận nữa. Cho nên là nói về một vị A-la-hán khóc á, là vị đó là hoàn toàn không có. Và khi mà chúng ta học phi diệu pháp, chúng ta còn biết thêm rằng là đừng nói chi đến tầng thánh cao nhất là A-la-hán và tầng thánh tứ quả, mà ngay cả cái tầng thánh nhị quả thôi thì các ngài cũng không có thể khóc được. Là bởi vì đối với vị chứng được nhị quả đó, là vị đó sau khi mà diệt thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ như rồi đó, thì ngài còn có khả năng, tức là ngài giảm nhẹ cái dục ái và sân. Mà cái sân của ngài đó, ngài giảm nhẹ đến mức độ nó không còn cái khả năng để biểu lộ qua thân, qua lời nói, hay là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Hay nói cách khác đó là ngay cả một vị nhị quả thôi thì các ngài cũng không còn có thể khóc. Muốn nữa là ngày Một Kiền Liên là một vị thánh A La Hán, cho nên không có thể nào có cái việc mà ngày Một Kiền Liên ngày thấy mẹ ngày rồi ngày khóc. Hoặc là chúng tôi có đọc những cái câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, chẳng hạn giống như là ở trong cái câu cái quyển sách về cái tập sách của Đường Xưa Ấy Trắng của ngày Hòa Thượng Nhất Hạnh đi, thì do vì Hòa Thượng Nhất Hạnh muốn nói đến Đức Phật bằng một cái hình ảnh đời thường nhất. Và cái quan hệ của Đức Phật với các vị tỳ kheo á, đó là một cái quan hệ rất là thân tình, giống như là thầy trò chứ không có gì là huyền hoặc. Thì đó là cái mục đích mà Hòa Thượng Nhất Hạnh viết cái cuộc đời Đức Phật qua cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng. Tuy vậy đó, có đôi khi nó có những cái chi tiết á, mà Hòa Thượng cố gắng là để cho Đức Phật gần gũi, nhưng mà đôi khi nó xa với cái tính cách của một vị Phật. Chẳng hạn giống như là
Hòa thượng nói rằng là khi mà ngày sẽ là phát ngày một kiền liên mà riêng tịch ấy, thì thật ra thì Đức Phật ngày cũng buồn chứ không phải là ngày không buồn. Dạ. Thì cái điều đó nó không có đúng với cái kinh điển nguyên thủy, mà nhất là những người học Diệu Pháp chúng ta biết rằng là ngay cả một vị thánh bình thường, một vị A-la-hán bình thường thì các ngài cũng không còn có thể buồn được, bởi vì buồn là cái sự sân hận. Thì một người mà không còn sân hận thì người đó dù có tốt với đệ tử như thế nào chăng nữa đó, thì người đó cũng không có buồn. Chẳng hạn giống như là có một lần đó, có một vị tỳ kheo hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng là thưa tôn giả, có cái điều gì mà có thể làm cho cái tâm tư của ngài nó bị xúc động hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất này nói rằng là đối với tôi cái việc đó không còn. Vị này hỏi thêm rằng là ngay cả cái chuyện mà bậc độ sư không còn nữa thì ngài như thế nào? Thì ngài Xá Lợi Phất có ngay cả bậc cái việc mà bậc độ sư mà có viên tịch nữa, thì điều đó cũng không có thể làm cho tôi buồn, mặc dầu tôi luôn luôn mong mỏi rằng là bậc độ sư còn lại lâu dài vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại, nhưng mà điều đó không có thể làm cho tôi bị đau buồn được, bởi vì cái chuyện đau buồn đó với tôi không còn. Thì đó là cái khi mà chúng ta học ví dụ pháp đó là để chúng ta thấy cái chúng ta biết được một số cái vấn đề mà nhờ cái công thức ví dụ pháp biết rằng là cái sự việc đó, cái câu chuyện đó nó có đúng hay không. Do vậy đó, chúng ta không cần phải tra cứu về cái câu chuyện của ngày một kiền liên thanh đề, mà chỉ một người học ví dụ pháp, một người học ví dụ pháp luôn luôn phải hiểu rằng là cái chi tiết là ngày khóc và cái chuyện không có, còn cái câu chuyện mà ngày có đi xuống địa ngục, ngày thăm mẹ, ngày không thì chúng ta khoan bàn tới, mà chỉ mình biết rằng là ngày có một ngày khóc như vậy thì nó là không có, nó phải bị thanh. Thì trở lại là khi mà chúng ta học ví dụ pháp đó thì giúp cho chúng ta đó là hiểu rõ hơn về kinh điển. Do vậy trong cái lớp học này tôi chỉ muốn cho các vị Phật tử hiểu là cái ví dụ pháp đó là cái bộ chú giải của tạng kinh và một số cái tạng luật. Và nói về cái cách thức diễn đạt ấy, thì như chúng tôi có nói hôm trước ấy, là ví dụ pháp dùng nhiều cái thuật ngữ chuyên ngôn và có những cái vấn đề mà học sau ấy, thì chúng ta sẽ đề cập, đó là cái vấn đề chân đế và tục đế. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ nói thoáng qua thôi, tức là ở trên đời thì nó có hai cái sự thật, một đó là sự thật đó là do quy ước, còn cái thứ hai đó là sự thật do bản thể. Sự thật là do quy ước tức là gì? Tức là chúng ta định đặt hoặc nó có, chứ không phải là cái bản chất như vậy. Chẳng hạn giống như là chúng ta gọi ông Donald Trump là tổng thống Mỹ, đó là cái quy ước của xã hội với một người có cái điều kiện nào đó thì được gọi là vị tổng thống. Nhưng mà khi mà hết nhiệm kỳ rồi đó thì ông không còn là tổng thống nữa, là bởi vì nó không có đúng theo cái quy ước của xã hội. Thì những cái đó là những cái sự thật gọi là cái sự thật tục đế hay là cái sự thật chế định. Còn cái sự thật mà gọi là cái sự thật chân đế đó, tức là một cái sự thật đó, cái bản chất đó nó không có thay đổi ở bất cứ một cái môi trường nào, ở bất cứ một cái điều kiện nào. Hễ khi nào mà nó có mặt á, và luôn luôn là nó có cái tính chất đó. Và do vì giáo viên pháp nói nhiều điều đó cho nên nhiều người cứ nói rằng là học viên pháp là nói về cái pháp chân đế, còn mà tạng kinh là nói về pháp tục đế. Nói như vậy thì nó không có đúng, mà cả tạng kinh và tạng ví dụ pháp đều dùng cả hai ngôn ngữ tục đế và chân đế. Tạng ví dụ tạng kinh có nhiều cái bài kinh Đức Phật này dùng cái ngôn ngữ chân đế, rồi có nhiều cái nơi chẳng hạn giống như là cả một cái bộ là cái bộ nhân chế định của ví dụ pháp thì dùng cái ngôn ngữ tục đế. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn lập lại cho các vị rõ rằng là cả cái tạng kinh và tạng quy dụ pháp đều dùng cả cái ngôn ngữ chân đế và tục đế hết, chứ không phải chỉ tạng quy dụ pháp nói về cái chân đế rồi tạng kinh nói về cái tục đế, mà rất là nhiều người học quy dụ pháp nó hay nói như vậy. Tôi không muốn là các vị Phật tử học viên ở đây chúng ta có một người nào phát biểu tương tự như vậy, bởi vì
khi mà chúng ta đọc tạng kinh hay chúng ta đọc tạng vi diệu pháp, chúng ta thấy cái câu nói đó nó hoàn toàn không có đúng, mà cả cái tạng kinh và tạng vi diệu pháp đều dùng cả cái hai cái ngôn ngữ. Thì cái bài học ngày hôm đầu, cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi muốn là các vị Phật tử phải nhớ rất là rõ cái điều này. Là tôi xin lặp lại là cả cái tạng kinh, tạng vi diệu pháp đều dùng cả hai cái ngôn ngữ, là cái ngôn ngữ tục đế và ngôn ngữ chân đế. Chẳng qua nó có điều là ví dụ pháp á, thì dùng ngôn ngữ chân đế nhiều, trong tạng kinh á, thì dùng cái ngôn ngữ tục đế nhiều, nhưng mà nhiều ở đây không có nghĩa là không có dùng tới chân đế. Còn tạng ví dụ pháp ví dụ ngôn ngữ chân đế nhiều, nhưng không có nghĩa rằng là không có ngôn ngữ tục đế. Thì cái vấn đề thứ hai đó là khi mà chúng ta học tạng kinh ấy, thì chúng ta sẽ đọc rất là nhiều cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy rằng là có những cái pháp môn chúng ta nên thực hành, và có những cái pháp môn chúng ta không có nên thực hành. Nhưng mà điều đó, đó chúng ta không thấy ở trong tạng ví dụ pháp. Chúng ta mở ra tạng ví dụ pháp đó, thì chúng ta thấy liệt kê rằng là tất cả những cái pháp nào gọi là cái pháp thiện, tất cả các pháp nào gọi là cái pháp bất thiện, tất cả các pháp nào gọi là cái pháp vô ký. Nhưng mà không có, các vị không có thấy, hoặc ít tối thiểu là không phải là cái trọng tâm của ví dụ pháp khuyên cái người đó là nên thực hành cái điều thiện hay là nên tránh cái xa cái điều ác. Mà ví dụ pháp đó là chia sẻ cái điều thiện là cái gì, và cái điều ác là như thế nào, và cái gì là không thiện, là không ác. Do đó chúng ta có thể nói rằng là cái tạng kinh á, là cái những cái bài kinh nó hướng dẫn những cái phương pháp tu tập. Còn cái tạng vi diệu pháp á, là cái tạng để chúng ta hiểu rõ về cái pháp mà mình đang tu tập. Hiểu rõ về cái pháp mình đang tu tập nó khác cái việc mà hướng dẫn cái phương pháp tu tập. Chúng tôi chỉ tạm ví dụ rằng là giống như là nói về cái nói về món ăn á, thì chúng ta có nhiều cái món ăn giống chẳng hạn giống như là chúng ta ngồi trong cái buổi tiệc, thì chúng ta có là những cái thức ăn mặn, có những cái thức ăn ngọt. Rồi trong cái thức ăn mặn đó thì chúng ta có canh, có đồ xào, có đồ kho. Rồi trong cái các cái thức ăn ngọt đó chúng ta có chè hay có nước ngọt vân vân. Và có những cái món ăn á, nó cũng tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Ví dụ như là người nào mà họ hay ăn mặn á, thì đôi khi cũng cái thức ăn đó họ ăn vào họ cảm thấy nó lạc. Còn có những người cũng cái món ăn đó họ ăn vào họ cảm thấy nó mặn. Như vậy là cùng một cái món ăn do một người nấu cùng trong một nồi múc ra, nhưng mà có người thì thấy mặn, còn có người thấy nó lạc. Đó là tùy cái khẩu vị. Và khi mà nói đến cái thức ăn á, thì chúng ta chỉ chung giống như là chúng ta gọi là cà phê, đây là chè vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đi xuống nhà bếp, cái chỗ mà chế biến thức ăn á, thì chúng ta sẽ thấy còn có những cái tên gọi khác rất là nhiều, mà lại là ít có những cái tên của món ăn. Ví dụ giống như là chúng ta đi xuống nhà bếp, chúng ta thấy rằng là đây là bột ngọt, đây là đường, đây là tiêu, đây là ớt, vân vân, những cái gia vị như vậy. Thì cái tạng ví dụ pháp có tạm hiểu rằng là giống như là chúng ta học về các cái gia vị để bào chế nên một cái món ăn. Còn cái tạng kinh là cái phương pháp chỉ ra một cái món ăn nó đã cái thành phẩm. Ví dụ giống như là một người và người ta muốn làm một cái bánh flan, thì phải cái công thức là cái bánh flan như thế nào. Còn một người học về cái gia vị đó thì người ta chỉ đơn giản biết rằng là đây là đường thì nó đường thì nó ngọt, rồi muối thì nó mặn vậy thôi. Người học ví dụ pháp đó, tức là người học về những cái thành phần của các pháp,
Còn ở trong cái tạng kinh á, là Đức Phật ngày đưa ra cái chi pháp, mà cái phương pháp tu đó, cái phương pháp tu đó nó giống như là món ăn nó đã thành phẩm. Ví dụ giống như chúng ta ngồi lên bàn ăn như vậy, chúng ta có nhiều cái món ăn, thì đó là những cái món ăn đã được bào chế thành phẩm do một người đầu bếp nấu. Còn mà khi mà chúng ta học về nấu ăn á, thì chúng ta học về các cái thành phần nguyên liệu tạo nên cái thức ăn đó. Thì trong khi chúng ta học ví dụ pháp đó là để chúng ta học các cái nguyên liệu đó. Ở đây thì không biết là các vị Phật tử, có vị Phật tử nào biết cái câu chuyện về có một cái câu chuyện nổi tiếng ở trong văn học Nhật Bản, có lẽ là nhiều vị Phật tử này biết, đó là cái câu chuyện về nhà thơ gọi là nhà thơ Basho, hay là đọc theo âm Hán Việt được là nhà thơ Ba Tiêu Basho. Anh hát việc ông nhà thơ Ba Tiêu chắc rất nhiều người đi biết cả Ba Tiêu. Và người ở trong văn học Nhật Bản có một cái thể thơ nổi tiếng là thơ hài cú. Thơ hài cú hay là bài cú gì? Giờ nó hai tên bài cú. Thì cái thể thơ này nó có một cái hình thức rất đặc biệt, nó là một cái thể thơ rất là ngắn, chỉ cần có 17 năm tiết thôi. Thì Basho là một nhà thơ lớn của Nhật Bản, và ông cũng là một trong những cái khuôn mặt lớn của văn nghệ Nhật Bản, và cũng là một vị thiền gia. Thì có một lần á, có một người họ, có người bạn họ qua với ông về một cái bài thơ hài cú. Nó hài cú mà chuyện gì vui thôi, chứ không gì được kể cho các vị Phật tử, bên nó có một cái liên quan chút về cái bài học đó. Cái bài thơ đó là có người bạn ông mới khoe một cái bài thơ. Bài thơ này tôi chỉ biết tại cái nội dung chung chung thôi, chứ còn là nó về thơ thì nó không có được. Ông cái bài thơ đó là con chuồn chuồn đỏ, con chuồn chuồn đỏ mà ngắt đi á đôi cánh nhỏ, rồi thành trái ớt đỏ. Thì khi ông khoe với nhà thơ Basho, thì nhà thơ Basho đọc cái bài thơ này thì ông nói rằng là bài thơ này cũng hay, nhưng mà hay nhưng mà cái tâm hồn như vậy là nó hiếu sát, do vậy người tu là phải đọc ngược lại. Và nhà thơ Basho mới đề nghị là cái đọc bài thơ này đọc ngược lại là trái ớt đỏ mà chấp thêm chấp đôi cánh nhỏ. Rồi nó thành con chuồn chuồn đỏ. Thì cái bài thơ nhà thơ Basho sửa lại đó, người ta khen là cái bài thơ này á, nó có cái đức hiếu sinh. Còn cái bài thơ ở trên á, là nó có cái sát tâm. Ở đây tôi muốn nói các vị là một người học phương pháp, ở đây chúng ta thấy rằng là bài thơ trên và bài dưới
nó đều giống nhau là bởi vì cái thành phần của nó là cái gì? Thành phần nó là cái ớt đỏ, cái đôi cánh nhỏ. Dạ, rồi nó ra thành phần của cái bài thơ này là cái ớt đỏ với đôi cánh nhỏ thôi. Còn cái chuyện mà đọc xuôi ngược rồi nó có cái sắc tâm hay đức hiếu sinh cho nữa, đó là nó tùy theo cái cách mà chúng ta nhìn. Thì cũng vậy, chúng ta học cái diệu pháp đó là chúng ta sẽ ít khi thấy, không thấy rằng là đề cập đến việc này nên làm hay là không nên làm, mà là chúng ta học những cái đơn vị của tâm pháp hay là đơn vị của sắc pháp. Do vì ngày hôm nay chúng tôi tắt tất cả cái webcam của các vị Phật tử, cho nên là tôi không biết là các vị Phật tử có nghe được hay là có nắm bài hay không, thì không có rõ. Tôi nghĩ rằng là hôm sau chúng tôi sẽ mở lại. Dạ, nhưng mà một cái câu chuyện rất là nhẹ, nhưng mà tôi muốn kể cho các vị Phật tử nghe, bởi vì nó cần điều mà tôi muốn gửi gắm các vị. Cái câu chuyện đó là có một cái cô gái đó, cổ thương anh sinh viên nghèo. Rồi khi mà cổ tới cái tuổi lập gia đình đó, thì cha mẹ cũng tìm một cái chỗ mà ông đang hộ đói để gả cho cổ, nhưng cổ mới thưa thiệt với cha mẹ cổ đã thương anh đó rồi. Dạ, thì cha mẹ ảnh mới nhận xét về anh sinh viên này. Dạ, cha mẹ câu chuyện là nó ngắn lắm, cho nên tôi vừa kể mà tôi vừa viết thôi. Cha mẹ nói đó, cái thằng sinh viên này á, tuy rằng anh sinh viên này nè, tuy là học thức á, nhưng cái thằng này nó tuy nó học thức á, nhưng mà nó nghèo quá con à. Rồi cô gái đó, cô gái đó thì có mới thưa với cha mẹ đó là: thưa cha mẹ, cái anh này á, anh tuy nghèo nhưng học thức. Thì các vị Phật tử ở đây thấy như thế nào? Làm cái lời nhận xét của cha mẹ cô gái này về anh sinh viên nghèo này á, và cái lời nhận xét của cô gái này về anh sinh viên nghèo này á, thì hai người đều nhận xét trung thực hết. Ai cũng biết rằng anh này là sinh viên nghèo thôi chứ không khác nhau, anh đều có học thức, anh đều có nghèo. Dạ, nhưng mà cái thái độ nhìn của cha mẹ đó là cái thái độ nhìn của cha mẹ nó là cái chữ nghèo này đó, cha mẹ của anh này là cha mẹ cô này, chữ nghèo là tô hơi đậm, hơi đậm cái chữ nghèo này. Dạ, còn cô này á, cô cũng thấy anh đó là cũng là sinh viên nghèo thôi, nhưng mà lại đó thì cô này á, cô tô đậm cái chữ học thức. Do vậy đó, cũng cùng là cái lời nhận xét về anh sinh viên này vừa nghèo vừa học thức, nhưng mà ở trong cái lời nhận xét của cha mẹ của cô này đó là chê. Dạ, nhưng mà cái lời nhận xét của cô gái này về anh này là khen. Mà trong khi đó thì cả hai người đó suy nghĩ về anh này nó cũng không có khác nhau, cũng đều chỉ có hai anh này chỉ có hai cái đặc điểm thôi, là vừa học thức vừa nghèo thôi. Nhưng mà do vì nó khác nhau là gì? Nó khác nhau là do vì chỉ có học thức và nghèo đó, nhưng mà nó có chữ tuy rồi cái chữ nhưng này, rồi nó đảo cái nghèo với cái học thức đó, nó thành ra hai người nhìn khác nhau.
Còn người học vi diệu pháp của chúng ta là sao? Là người học vi diệu pháp của chúng ta nhận thức, nhận xét về anh sinh viên này á, là chỉ bằng học thức nha. Chỉ bằng học thức và nghèo thôi, chứ chúng ta không có chữ tuy và không có chữ nhân ở đây. Không biết là các vị Phật tử có nhận ra cái ý của tôi muốn chia sẻ với các vị điều này hay không? Là cái lời nhận xét của hai người này nhìn qua nó vì nó gần gần với nhau, nhưng mà tất nhiên là ai cũng đọc vào cũng thấy là nó khác hẳn. Dạ. Nhưng mà cái nhận xét của hai người về anh sinh viên này là kỳ thực là nó không có khác nhau nhiều. Ai cũng nhận xét là anh này vừa có học thức và vừa có nghèo. Thì một người học vi diệu pháp của chúng ta đó, là đôi khi là chúng ta chỉ có học hai điều thôi, tức là học thức và còn nghèo. Còn cái việc mà tuy nhưng hay trước sau đó là cái việc đó tạng kinh đề cập đến. Đấy thì trở lại cái bài học ngày hôm nay và cái bài học ngày hôm thứ tư, thì chúng tôi muốn là định nghĩa về cái ví dụ pháp giống như là chúng ta đã thường nghe, nhưng mà cho đến ngày hôm nay tôi vẫn dắt dài dòng như vậy, cuối cùng cũng chỉ để định nghĩa về cái chữ Abhidhamma. Định nghĩa về Abhidhamma đó, là Abhidhamma. Người Trung Hoa họ phiên âm là A Tỳ Đạt Ma. Chữ phiên âm thôi nha, chữ phiên âm tức là cái cách đọc gần giống với cái ngôn ngữ gốc. Nhưng mà do vì cái chữ Hán á, được đọc bằng nhiều cái dân tộc khác nhau, nhiều cái vùng miền khác nhau, chẳng hạn giống như là cũng cái từ đó mà người đọc theo cái giọng Quan Thoại khác, giọng Quảng Đông khác, giọng Phúc Kiến khác, và âm Hán Việt thì khác. Cho nên là cái chữ Abhidhamma chúng ta gặp thấy chữ A Tỳ Đạt Ma thì nó tương đối là nó xa, nhưng mà thật ra là chữ Á nó là người ta cố gắng mà người ta đọc cái chữ Á của chữ Bali. Chữ Tỳ rất là đọc theo cái chữ Phí, còn chữ Đạt Ma là chữ Nam Ma. Là cái chữ Abhidhamma này nó đôi khi những cái sứ Phật giáo đó người ta vẫn đọc Abhidhamma là A Tỳ Đạt Ma. Rồi nó chữ Abhidhamma này có đôi khi đọc là Abhidhamma. A Tỳ Đạt Ma này nó cũng đọc gọn là A Tỳ Đàm. Đây là cái chữ phiên âm. Và dịch nghĩa thì có nhiều cái dịch, nhưng mà cái dịch gần nhất là dịch là thắng pháp. Thắng pháp hay là vi diệu pháp. Đó là dịch sát của cái chữ áp phí. Ma tức là những cái pháp nào mà thù thắng cao trội hơn các cái pháp khác gọi là Abhidhamma. Và chính cái điều này đó, có những người mà vì quá thích ví dụ pháp nói rằng là cái bông ví dụ pháp đó là sâu sắc hơn tạng kinh. Nói như vậy là nói rất là trật về ví dụ pháp.
Bởi vì cái thắng pháp á là cái nội dung chính của cái lời dạy chư Phật ba đời. Thắng pháp hay Abhidhamma là cái nội dung chính của chư Phật ba đời. Các vị Phật tử nào chúng ta có cái đọc cái bài kinh, bài kinh gọi là cái bài kinh hay là cái kinh rừng sừng bò, cái vô kinh vô sinh ga ở trong vô sinh ga ở trong tung bộ kinh á, thì một lần mà nhân cái ngày trong cái ngày trăng trầm Đức Phật này mới hỏi các vị tỳ kheo rằng là này chư tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế, một vị tỳ kheo như thế nào ở vị đó được xem như là ông bị chói sáng cái khu rừng vô sinh ga ngày hôm nay. Thì trong đó có nhiều cái câu trả lời khác nhau từ các vị đại đệ tử Phật, nhưng mà trong đó nó có ngày Mục Kiền Liên á, thì ngài bạch với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, đối với con á, nếu mà ngày hôm nay á, có hai vị tỳ kheo đó mà ngồi mà bàn luận với nhau về về Abhidhamma hay là về thắng pháp á, thì theo con cái hình ảnh này đó là cái hình ảnh chói sáng giữa cái khu rừng vô sinh ra này. Như vậy thì cái chữ Abhidhamma nó là ngay từ thời Đức Phật, ngay trong cái chánh kinh, trong cái tạng kinh là đã có được cái đề cập. Và thật ra đó thì cái tạng vi diệu pháp này cũng chính là cái chữ thắng pháp đó. Chỉ có điều đó là chúng ta phải xem cái thắng pháp này là cái gì. Cái thắng pháp á, trước hết đó là về cái cứu cánh, là cái gọi để được gọi là thắng pháp á, thì cái pháp đó phải có khả năng và hướng dẫn chúng sinh giải thoát, đưa chúng sinh giải thoát. Chỉ có như thế này đó thì mới được gọi là Abhidhamma, mới được gọi là thắng pháp. Và cụ thể những cái pháp đưa chúng sinh giải thoát mà chư Phật ba đời đều dạy thì những cái đó là những cái pháp nào đưa chúng sinh giải thoát? Đây là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, chi và bát chánh đạo. Toàn bộ cái này nè, thắng pháp chánh áp chúng ta mà Abhidhamma là tất cả 37 pháp này. Và cái thắng pháp thứ hai nữa, cái thứ hai đó là một người mà có khả năng thuyết giảng tìm ra cái phương pháp giác ngộ này thì cái người đó chỉ là Đức Phật thôi, Đức Phật toàn giác. Cho nên cái điều này, những cái pháp này được gọi là thắng pháp, đó là cái ý nghĩa của thắng pháp. Còn cái môn vi diệu pháp á là cũng từ cái chữ Abhidhamma này. Mà đôi khi tại sao chúng ta học nghe nói những cái đề tài học về vi diệu pháp như là đó, giống như là chúng ta học về
À, ví dụ pháp chúng ta thấy là tự nhiên là bàn về cái tâm, bàn về tâm rồi sở hữu rồi sắc pháp rồi niết bàn, hầu như là những cái đề tài tương đối là xa lạ với hoặc là không có trực tiếp về 37 bồ đề phần. Thì vậy thưa các vị là tất cả đó là khi mà để mà chúng ta biết được cái bàn thật á, thì chúng ta phải biết những cái gì là giả. Cũng vậy, để mà chúng ta biết được cái thiện thì chúng ta phải học rất là nhiều về cái bất thiện. Và do đó để hiểu về được cái 37 bồ đề phần này đó, thì chúng ta phải học thế nào là tục đế, thế nào là chân đế, thế nào là danh, thế nào là sắc, rồi trong danh gồm có gì, có tâm rồi có tâm sở, và cái sự tương quan giữa giữa cái tâm cuộc sở và cái tâm sở như thế nào, và cái quy trình diễn tiến như thế nào. Thì để hiểu những cái 37 cái pháp này đó, cho nên chúng ta mới có những cái vấn đề mà chúng ta học nhiều thứ như vậy. Và do vậy đó, có nhiều người khi mà học phi pháp đó, chúng ta học chưa có nắm được cái mục đích học đó, thì chúng ta thấy rằng thứ nhất đó, là giống như là cái bộ môn phi pháp là một cái một bộ môn riêng biệt với tạng kinh. Và có người đó hễ thích đó thì họ nói rằng là cái môn vi diệu pháp đó là cao siêu hơn tạng kinh. Còn nếu mà không thích đó thì họ nói rằng cái môn vi diệu pháp này cái môn họ không có dạy những phương pháp tu hết đó. Và mà cái có những người họ nói rằng là cái môn này nó là do các vị luận sư đó là các ngài dạy sau này. Nhưng mà cái chúng tôi cố gắng trình bày cả hai ngày đó là để cho chúng ta thấy rằng là cái tạng vi diệu pháp đó là như thế nào. Rồi cái trường hợp giống như là nói cái nguồn gốc của vi pháp vào cái hạ thứ bảy mà Đức Phật ngày thuyết ở tại cung trời đạo lợi, cho nên là từ đó mới có cái tạng vi diệu pháp. Đức Phật ngày lên cung trời đạo lợi thì ngày thuyết tạng diệu pháp, ngày thuyết Abhidhamma thì đúng, nhưng mà không phải mà ngày chỉ thuyết Abhidhamma ở tại cung trời đạo lợi, mà ngày thuyết cho rất là nhiều nơi. Và đặc biệt như chúng tôi vừa thưa với các vị là ngay khi mà Đức Phật ngày vừa giác ngộ đó thì ngày cũng chiêm nghiệm về cái Abhidhamma này, rồi ngày dạy ngày cái bài pháp đầu tiên đó, thì ngài cũng dạy về cái thắng pháp. Bởi vì như chúng ta học, chúng ta thấy rằng là khi mà học Phật pháp đó thì nó có tạm thời, nó có các vị Phật tử chúng ta để ý là có Phật pháp của Phật trong kinh dạy đó là thường thường là có ba điều. Thứ nhất là những cái pháp môn là dành để nên hành, nên thực, nên hành theo. Cho mọi nói gọi là nên làm đi. Một là nên làm, hai là để nên tránh, và cái thứ ba đó là để hiểu. Nên làm nó chẳng hạn như là bố thí, trì giới, tu thiền, phục vụ, vân vân. Còn nên tránh giống như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vô ngủ, vân vân. Còn cái nên hiểu thì như là Đức Phật ngày dạy rằng là vô thường, khổ và vô ngã. Hay Đức Phật ngày dạy rằng là trong do vô minh mà có hành, do vô hành mà có thức, do thức mà có danh sắc, vân vân. Đó là nên hiểu như Đức Phật ngày dạy cái công thức như vậy. Thì gọi là cái thắng pháp như tôi vừa nói đó là kể cả, chỉ kể cho những cái pháp môn nào có thể dẫn đến giải thoát. Do đó là tất cả những cái pháp môn mà giống như là nên những cái pháp môn nào bất thiện thì nó không có kể vào trong cái thắng pháp, mà chỉ có các ngày chỉ đề cập đến cái thắng pháp, tức là gồm có 37 bồ đề phần đó. Và trong 37 bồ đề phần này đó là được Đức Phật ngày lập đi lập lại rất là nhiều lần. Và một lần đó là khi mà ngày sẽ là bất á, ngày suy nghĩ về Đức Phật, ngày quá hoan hỷ với Đức Phật. Do vậy ngày bạch với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng là về cái phương diện tuệ giác thì con nghĩ rằng ở trong đời quá khứ hay là trong đời vị lai không có người nào có thể hơn được Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật ngày mới nhắc nhở ngày Xá Lợi Phất rằng là ngày Xá Lợi Phất ngươi có biết về cái pháp tánh của các vị toàn giác ở trong đời quá khứ
hay là ngươi có biết về pháp tánh của Như Lai ở trong hiện tại, hay là pháp tánh của chư vị Phật toàn giác ở trong đời tương lai hay không mà ngươi lại nói như vậy? Thì ngày sáng lập Phật này nói: Bạch Thế Tôn, thật sự là con không có biết được cái pháp tánh của chư Phật. Và Đức Phật này nói là không nên nói như vậy. Bởi vì chư Phật ba đời nó giống nhau về phương diện giác ngộ, nhưng mà do vì ngày sáng lập Phật cái ngày quá kính trọng Đức Phật, cho nên ngày nghĩ rằng là ở quá khứ ngày tương lai không có vị nào hơn được Đức Phật về phương diện như vậy. Tuy vậy thì sau đó ngày sáng lập Phật này có nói một cái câu quan trọng như thế này: Bạch Thế Tôn, tuy rằng là con không có hiểu hết được pháp tánh của chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, tuy nhiên con biết chắc chắn rằng là các vị Phật, chư Phật ba đời á, các ngày giác ngộ nhờ tu tập được tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi và bát chánh đạo, thì Đức Phật hàng xác nhận điều đó. Đúng là như vậy, là chư Phật ba đời đó thì giải thoát ra điều này, tu tập 37 cái bồ đề phần này, hay gọi là 37 thắng pháp, hay là cái view pháp. Rồi cái bài cái thời điểm, mà cái thời điểm quan trọng nhất đó là cái thời điểm mà trước khi mà Đức Phật này nhập diệt á, thì khi đó ngài Ananda ngài rất là buồn. Tuy vậy ngài tự an ủi rằng, ngài bảo với Đức Phật ngài an ủi rằng là: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng là khi nào mà Thế Tôn chưa có ban lời giáo huấn di giáo cuối cùng cho các vị tỳ kheo thì Thế Tôn chưa có niết bàn. Ngài Ananda vừa tự an ủi mình bởi ngày nghe Đức Phật ngày sắp niết bàn, ngày rất là buồn. Ngài Ananda ngày chỉ là vị thánh hữu học thôi, cho nên ngày rất là đau buồn cái việc đó. Thì Đức Phật ngày mới nói rằng là: Này Ananda, các ngươi còn trông chờ gì ở Như Lai nữa? Như Lai không phải là một vị thầy ấy, có cái bàn tay nắm lại, tức là ngày không phải là vị thầy mà ngày dạy, ngày giấu. Chúng ta hay nói theo cái ngôn ngữ bình thường là dạy giấu nghề. Đức Phật ngày nói rằng là Như Lai không phải là vị thầy mà nắm cái bàn tay lại, mà tất cả những cái giáo lý quan trọng cho cái việc giải thoát Như Lai đã dạy cho các ngươi rồi. Nó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Tôi nhắc là hai cái sự việc này để chúng tôi muốn lặp đi lặp lại các vị Phật tử, gọi là Abhidhamma, là thắng pháp, tức là chỉ cho cái pháp này. Còn cái môn học của chúng ta đó là cái môn học có đời để chúng ta đi từng cái này, đi từng cái kia, từng cái nọ, cuối cùng để chúng ta tìm hiểu rõ về các cái 37 cái thắng pháp này. Tôi ví dụ thôi. Ví dụ giống như là ở chúng ta đọc cái bài kinh về tứ niệm xứ, chúng ta học là như vị tỳ kheo tu tập về hơi thở, vì nó hơi thở dài, biết dài, ngắn, biết ngắn. Nhưng mà chúng ta học ví dụ pháp á, thì chúng ta biết rằng là một người tu tập hơi thở đó, vị đó nhìn qua bằng hai phương diện, bằng cái phương diện chế định và bằng cái phương diện chân đế. Bằng cái phương diện chế định á, tức là khi mà vị hành giả tu tập về thiền chỉ tịnh á, là vị hành giả đó thấy cái hơi thở đó qua một cái hình ảnh mà vị này liên tưởng. Ví dụ giống như là vị đó theo dõi hơi thở, vị đó liên tưởng đến một cái luồng gió đó từ ngoài vào trong hay là từ trong ra ngoài. Nhưng mà một người học ví dụ pháp biết rằng là nếu một người nào mà tu tập thiền quán á, thì người đó phải nhìn qua cái chế định, phải nhìn qua cái cảnh chân đế. Mà đã là cái cảnh chân đế đó thì nó không phải là cái hơi thở từ trong, cái luồng gió từ trong ra ngoài hay là từ ngoài vào trong, mà vị hành giả đó nhận, vị hành giả đó theo dõi cái cảm giác hay là cái cảm thọ mà khi mà hơi thở đi vào hay đi ra mà thân tiếp xúc được. Như vậy thì nhờ cái học ví dụ pháp, vị hành giả biết rõ rằng là trong khi này ta đang theo dõi về cái cảnh chân đế, hay trong khi này ta đang theo dõi về cái cảnh chế định. Do vậy đó thì đến đây đó thì tôi mới giới thiệu cho các vị biết rằng là cái môn học ví dụ pháp của chúng ta là để nhằm vào để hiểu về các cái thắng pháp này, cho nên gọi là ví dụ pháp. Thì từ đây chúng ta thấy rằng là
làm sao mà có thể nói rằng là vi diệu pháp là cao hơn tạng kinh, tạng kinh cao hơn vi diệu pháp, hay là vi diệu pháp là dùng cách diễn đạt tục chân đế, còn tạng kinh là diễn đạt chế định. Cái đó, những cái nhận xét đó nó rất là hời hợt, và những cái nhận xét đó là những người đó, họ không có chịu tìm hiểu trong tạng kinh mà cũng không có chịu tìm hiểu tạng vi diệu pháp, mà đôi khi có những cái nhận xét tai hại lâu dần này, không hiểu vì lý do gì mà nó phổ biến. Và không ít là những người học vi diệu pháp của chúng ta cũng có những cái nhận xét đó, nó tai hại như vậy. Tôi nói rằng nó là một nhận xét tai hại, và sở dĩ mà tôi nói chữ tai hại đây nó còn nguy hiểm nữa, đó là nếu một nói một cách khắt khe hơn đó, khi mà chúng ta nói như vậy là chúng ta phỉ báng pháp. Chúng ta nói vi diệu pháp quá cao hơn tạng kinh đó, là chúng ta phỉ báng pháp. Chúng ta nói rằng là vi diệu pháp là không phải do Phật thuyết, chúng ta nói như vậy chúng ta bắt đầu cái phỉ báng pháp. Mà tự nhiên mình chúng ta học đạo thì chúng ta chưa biết chúng ta tu tập được gì, công đức được gì, và không khéo là mình đã làm tội rất là nhiều thứ. Thì bài học ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ các vị Phật tử, chia sẻ với các vị Phật tử như vậy. Thì chúng tôi xin kết thúc bài học ở đây. Thì chúng ta cũng đã dạy, tôi đã lố giờ đến 15 phút. Thì còn thời gian còn lại cho các vị Phật tử có câu hỏi thì chỉ có 10 phút, 15 phút thôi. Do vì tôi nghĩ rằng là trong cái ngày đầu tiên đó, các vị Phật tử cũng chưa có cái câu hỏi gì, bởi vì thật sự là cái bài học của chúng ta đó là cũng chưa có cái nội dung gì, cho nên là chúng tôi hay lố qua cái giờ dành cho các vị đặt câu hỏi. Tuy vậy thì trong các cái buổi học sau đó thì chúng tôi sẽ chỉ gói gọn trong một tiếng đồng hồ, còn dành cho cái phần các vị thắc mắc thì 30 phút. Thì chúng tôi xin kết thúc bài học ở đây, thì mong tất cả các vị Phật tử được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân đây thì các vị Phật tử có khoảng 15 phút nữa, các vị Phật tử nào có câu hỏi thì tôi sẽ chỉ tôi có hỏi thì theo cái có thì giữ giới, không giữ được thì cũng giữ được. Uống ngủ không? Sao mà ra tới phần nguyên tự giác đều là các vị không có quen, các vị bấm vào này. Thì nếu mà các vị Phật tử nào không có cái câu hỏi này thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học ở đây, cũng như là chúng ta học lại chút cho tất cả các vị ăn buổi.